Thưa quý vị, chúc mừng đại sứ Positha Perera được bổ nhiệm làm đại sứ đặc mệnh toàn quyền Sri Lanka tại Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước tin tưởng với kinh nghiệm của một nhà ngoại giao chuyên nghiệp và am hiểu về khu vực, đại sứ sẽ có nhiều đóng góp thiết thực cho việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam Sri Lanka phát triển tốt đẹp. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ công tác của đại sứ, sang năm 2025 là thời điểm kỷ niệm 55 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao là dịp thuận lợi để tăng cường quan hệ song phương hai bên cần tập trung thúc đẩy tăng cường tin cậy chính trị các hoạt động trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao và các cấp, cấp về quan hệ kinh tế việt nam khẳng định sẽ hỗ trợ sri lanka trong phát triển nông nghiệp nhất trí mở đường bay thẳng tạo điều kiện thuận lợi cho giao lưu nhân dân hai nước việt nam sẵn sàng là cầu nối để sri lanka mở rộng quan hệ hợp tác asean cam kết ủng hộ sri lanka trong các diễn đàn đa phương nhất là tại liên hợp quốc cảm ơn tổng bí thư chủ tịch nước tô lâm ôn lại mối quan hệ truyền thống giữa hai nước Đại sứ Posita Pereira cho biết, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh có 3 lần thăm Sri Lanka, khẳng định người dân nước này luôn giữ hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh trong trái tim mình. Đại sứ khẳng định sẽ nỗ lực hết mình để góp phần thúc đẩy quan hệ giữa hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp hơn.